khu trại giam số 1 của Hải Thị. Khu vực giam giữ, không phần sự cắm vào. Ba. Ba. Con có tiền không? Ba lấy tiền làm gì? Ba bị giam trong đó 7 năm. Sau khi ra ngoài, ba phải đi tắm rửa, massage, uống vài ly để hưởng thụ cuộc sống chứ. Đưa đi. Sao vậy? Không nỡ đưa tiền cho ba xài à? Ba không thắc mắc tại sao chỉ có con tới trước ba sao? Sao không thấy xe của nhà mình? Ba không hỏi mẹ đang ở đâu sao? Mẹ bị gia đình chú ba chọc tới lên cơn đau tim phải nhập viện điều trị. Con dắt ba tới bệnh viện thăm mẹ nha. Mẹ, mẹ coi ai tới kìa. Mận Đức. Ba vừa ra tù thì lập tức tới thăm mẹ. Con kêu ba nghỉ một lát, nhưng ba không chịu. Con có việc bận, ba với mẹ nói chuyện với nhau đi. Mận Đức, anh chịu khổ nhiều rồi. Ngày nào em cũng mong chờ ngày anh được thả ra. Chính là ngày gia đình mình được đoàn tụ. Nhưng sức khỏe của em không tốt. Nó tốn cả bộn tiền cho cô trị bệnh. Nhưng không nỡ cho tôi một chút tiền mua rượu. Đúng là một đứa con gái có hiếu. Ăn cháo đá bát.